Hello, xin chào toàn thể anh em. Rất vui được gặp lại anh em trên kênh YouTube của Phong Hương. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến toàn thể anh em một không gian cực kỳ tuyệt đẹp để anh em được ngắm nhìn. Có điều kiện thì mong mọi người sẽ ghé thăm. Đây là không gian cà phê vườn 1985 tại thị trấn Cửa Tùng, Vĩnh Linh, Quảng Trị. Những ai thích selfie, livestream đến đây vào ban đêm thì rất tuyệt vời. Với không gian cực kỳ rộng rãi, thoáng mát, được bố trí hệ thống điện đài đa sắc màu, lung linh, kỳ ảo. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng chiêm ngưỡng nhé.